Quan chức trong vụ án Đoàn Văn Vương ra tòa. 3 ngày sau phiên tòa xử ông Đoàn Văn Vương và gia đình, hôm nay, ngày 8 tháng 4, đến lượt các quan chức huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo phá dỡ nhà của anh em ông Đoàn Văn Vương, được tòa án Hải Phòng đưa ra xét xử. Tổng cộng có 5 người bị truy tố, trong đó có ông Lê Văn Hiền là cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng. Các bị cáo còn lại bao gồm các ông Phạm Xuân Hòa, cựu trưởng phòng tài nguyên môi trường của huyện, ông Phạm Đăng Hoàng và Lê Thanh Liêm là cựu bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang. Ông Khanh là người đứng đầu ban chỉ đạo cưỡng chế khu đất nhà ông Vương với ông Hoa làm phó và các ông Hoàng và Liêm là thành viên. Còn ông Hiền là người đã ra quyết định cưỡng chế và thành lập ban chỉ đạo cưỡng chế này. Ông Hiền bị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có mức phạt nhẹ nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 4 bị cáo còn lại bị truy tố tội hủy hoại tài sản với mức án phạt từ 2 đến 15 năm tù. Kết quả giám định cho thấy tổng thiệt hại của gia đình ông Vương và ông Quý lên đến gần 300 triệu đồng. Ông Đoàn Văn Vương cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thương và em dâu là bà Phạm Thị Hiền đã trở lại tòa, nhưng lần này với tư cách là nạn nhân. Trong số 5 bị cáo, chỉ có ông Nguyễn Văn Khanh là bị tạm giam, còn các vị cựu quan chức khác được tại ngoại. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Hải Phòng, ông Khanh là người chịu trách nhiệm chính trong vụ phá nhà ông Vương vì chính ông đã ra lệnh và đôn đốc thực hiện công việc này. Tuy nhiên, gia đình ông Vương và một số người dân ở Tiên Lãng thì cho rằng cựu phó chủ tịch Khanh là người phản đối mạnh mẽ quyết định thu hồi đất và đã bị ép làm người đứng đầu đoàn cưỡng chế. Khác với cáo trạng đối với anh em ông Vương không nói rõ hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành động bạo lực. Cáo trạng đối với các quan chức Tiên Lãng đều nêu rõ hoàn cảnh dẫn đến việc phá nhà là do gia đình ông Vương có hành vi chống đối. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài cho đến thứ Tư, ngày 10 tháng 4.